thấy gì chưa, hoành tráng chưa? Đây là một con gà Mỹ nha em nhé. Thì trại ở huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk mình hiện nay là đang đầu tư nuôi rất là nhiều một con gà Mỹ. Thì hôm nay thì mình giao cho một cái anh cũng ở tỉnh Đắk Lắk thôi, thì mình đóng này mình giao cho các anh như này. Thì những cặp gà Mỹ này đã được trại của mình lựa chọn rất là kỹ anh em ạ. Anh em có thể thấy sẵn luôn là một con gà Mỹ ở trại mình đây này, thấy nó to, nó hoành tráng chưa? Mỗi cặp của nó thì xét về cái loại của con gà Mỹ anh em, thì cái trọng lượng của con một con gà Mỹ thì khi mà anh em nuôi đạt full trọng lượng của nó thì một cặp của nó thì dao động khoảng 2 kg anh em nhé. Nhưng mà khi những cái loại đây là cái loại giống anh em bắt về á, thì anh em cũng phải nuôi một thời gian nữa thì nó mới đạt cái trọng lượng như vậy. Thì thời gian vừa qua nhiều anh em có liên hệ với mình hỏi mua con gà Mỹ, nhưng mà anh em cứ muốn là có loại con nó nặng á, thì những cái loại con giống này thì thường nó chưa có nặng lắm đâu. Loại bồ câu gà Mỹ này bây giờ nhiều người săn đón lắm anh em ạ. Thì có thể nói là bồ câu gà Mỹ là một cái loại bồ câu mà người ta rất là thích nuôi ở những cái hộ gia đình mà họ nuôi số lượng mà vừa phải anh em ạ. Cái nuôi ít thôi mà để họ phục vụ ăn ở trong gia đình cũng như là đãi khách á. Thì tại vì trọng lượng của các cặp bồ câu gà Mỹ này thì nó rất là nặng. Và khi mà một cái cặp bồ câu ra ràng của nó thì thứ nhất á, là nó chất dinh dưỡng của nó rất là nhiều, và cái thứ hai á, là cái trọng lượng của nó rất là nặng, nên ví dụ như là chúng ta có một gia đình có khoảng 3 đến 4 người đi thì hầm nấu cháo có khoảng 1 đến 2 con chim ăn là đủ rồi. Tại vì bồ câu gà Mỹ thì giống như cái tên của nó vậy anh em ạ, thì là to như gà, mà nhìn to như gà Mỹ anh em. Anh em nhìn tận mắt có thể thấy là những cặp bồ câu gà Mỹ ở trại của mình nó rất là to này. Thì cái này là mình ship đi cho một cái anh ở trong tỉnh Đắk Lắk thôi, mình đóng ở trong cái lồng thép này thì mình gửi. Chim này thì cũng gần vào sinh sản rồi anh em nhé, gần vào độ tuổi sinh sản rồi, có khoảng tầm khoảng tháng hơn nữa là bắt đầu vào đẻ thôi. Đấy, ngoài ở trại mình ra thì nuôi bồ câu Titan Thái siêu thịt anh em thấy thì thời gian gần đây thì mình cũng nuôi thêm loại bồ câu gà Mỹ này để phục vụ cho thị trường. Thì quá trời anh em hỏi mình về mua bồ câu gà Mỹ. Thì trước đó thì mình nuôi cũng không nhiều, tại vì mình chuyên vào câu Thái, nhưng mà tại vì mình thấy anh em hỏi muốn nuôi nhiều quá nên mình cũng cố gắng làm sao để mang cái giống thuần chủng của gà về để có gì cung cấp cho anh em nuôi. Thì đây là những cái giống gà rặc luôn anh em nhé, chứ không phải gà lai được đâu. Thì vì ở trên thị trường hiện nay nhiều anh em mà đi săn lùng những cái loại mà bồ câu gà này này, thì anh em rơi vào một trong cái tình huống đó là mua phải những cặp gà mà nó bị lai rồi. Thì khi mà anh em mua phải gà lai thì thứ nhất ấy, là cái trọng lượng của nó không đạt như là bồ câu gà Mỹ này, nó nhỏ hơn anh em ạ. Và mình nuôi thì nó cũng không có chất lượng lắm. Đây thì mình cố gắng làm sao để mang về những cái cặp bồ câu gà Mỹ tốt nhất cho mình chuyển anh em đây. Anh em nhìn có thấy kích thích chưa? Nhìn đúng bài luôn anh em ạ. Thì anh em muốn nuôi bồ câu gà Mỹ này, đặc biệt ở trên cái khu vực Tây Nguyên á, thì có thể đến trại của mình ở huyện xã Nhôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk á, thì có thể đến đây trại của mình để bắt những cặp bồ câu gà Mỹ này về để nuôi. Và bồ câu gà Mỹ thì có một cái ưu điểm nữa là nó không bị bệnh anh em ạ. Mình không biết là những anh em khác nuôi như nào, nhưng mà với quy trình nuôi của ở trại mình á, thì đảm bảo là không bị bệnh tật gì cả, chim rất là khỏe anh em ạ. Thì cũng có thể nói là ở kênh Nông Dân Làm Giàu của mình thì truyền tải cũng khá nhiều những cái bí quyết để anh em nuôi chim làm sao để nó thật tốt và không bị bệnh, và cũng như là nó đạt được cái trọng lượng mà cao nhất của đối với cái từng cái giống chim á. Thì mình cũng hy vọng là khi mà anh em đến trại của mình ở trên này thì có thể thứ nhất là tiếp thu được nhiều những cái thông tin về nuôi bồ câu như nào cho hiệu quả, cũng như là lựa chọn được những cái giống bồ câu nó vừa phải và nó hợp lý cho mình. Anh em có thể thấy là những cặp chim bồ câu gà Mỹ này ở cổ của nó là cườm, anh em nhìn thấy cườm của nó rất đã. Tại vì mình để nó sát vào nhau á, nên anh em cũng nhìn nó không được đẹp lắm. Thì khi mà anh em về mà nuôi á, anh em để trong cái một cặp một cái lồng á, thì nhìn nó rất là đã luôn, nhìn kích thích lắm anh em ạ. Đấy, bồ câu gà Mỹ. Thì trước đó thì mình cũng làm rất nhiều clip để làm sao anh em mua được những cái giống bồ câu tốt.
Tại vì trên thị trường thì cũng có rất là nhiều trại, nhưng mà không phải là trại nào bán nó cũng có cái giá hợp lý và đưa cho anh em những cặp bồ câu mà chất lượng đâu. Tại vì cũng có nhiều người bán những cặp bồ câu nó già rồi anh em, bồ câu nó già rồi mà vẫn bán cho anh em, hoặc là bồ câu mà hết đát á, thì bán cho anh em nuôi, thì cũng nuôi khoảng 1-2 năm thì nó cũng thịt nó thôi, thì nhiều khi là tội cho những anh em khác. Nhưng mà ở trại mình thì vẫn trên cái tinh thần đó là khi mà mình cung cấp giống ở đâu cho anh em nuôi á, mặc dù để ăn ở trong gia đình thôi, hoặc là nuôi để mình phục vụ mình bán á, thì mình đều mong muốn làm sao anh em nuôi tốt. Thế nên là khi đến trại của mình thì anh em sẽ nhận được cái sự tư vấn cũng như là hướng dẫn cách nuôi nó rất là nhiệt tình và chu đáo luôn. Đây là bồ câu, màu của nó là màu nâu đỏ anh em nhé, màu nâu đỏ. Tại vì trên thị trường hiện nay thì cái loại màu nâu đỏ này là cái loại có thể nói là được ưa chuộng nhiều nhất anh em ạ. Với riêng cái trại của mình cũng có thể nói là mình cũng thu thập những cái ý kiến của anh em á, thì cũng rất là nhiều anh em nuôi thích nuôi cái loại này, bồ câu này. Tại vì anh em thấy cái cườm của nó ấy, nó mai mốt nó đổ cái lông máu nó ra nhìn đỏ, ông ấy nhìn rất là đẹp. Thì ở đây mình cũng chú trọng lựa những cái giống làm sao mà đẹp nhất cho anh em nuôi. Cái này nếu mà anh em mà nuôi ở trong cái lồng to ấy, anh em, lồng to ấy, để nó thoải mái nó di chuyển á. Tại vì cái trọng lượng của nó nếu mà mình nuôi full á, mà đối với cái cặp bồ câu này mà cái trọng lượng phun của nó là tầm khoảng 2 kg trên một cặp anh em nhé. Nhưng mà cái loại bồ câu giống này thì vì đang sắp trong quá trình vào đẻ nên cái trọng lượng của nó không đạt đến đâu. Nếu mà cái trọng lượng phun nhất mà già nhất của con chim bồ câu gà Mỹ là tầm khoảng 2 kg. Mà cái loại này thì mình nuôi từ từ nó khắc đạt trọng lượng đó anh em ạ. Chứ nhiều khi anh em cứ gọi điện hỏi cho mình đó là mua chim ở đâu hay là mình như thế nào mà cứ không được 2 kg. Thì anh em mua cái loại chim mà nó đang trưởng thành, sinh trưởng, phát triển thì sao đạt được 2 kg anh em ạ. Khi mà em nuôi thì chủ yếu em nhìn vào cái bộ khung của nó, cái bộ khung của nó đẹp với lại con chim đẹp thì cái trọng lượng của nó sẽ đạt đến thôi. Chứ anh em nhiều khi đừng có đòi hỏi to quá. Anh em mà cứ đòi to quá 2 kg không anh thì nhiều khi là họ bán chim dài các bạn, thì các bạn phải chịu thôi. Thay vì các bạn có thể nuôi một cặp chim tầm khoảng 5-6 năm thì anh em mua cái loại to đùng thì anh em mua được khoảng nuôi khoảng 1-2 năm nó hết đẻ rồi. Đấy thì anh em có thể chọn loại nào, đúng không ạ? Mình ở trại mình đều là có những cái tư vấn nó hợp lý đối với anh em. Đấy anh em có thể thấy những cái cặp bồ câu gà Mỹ ở trại mình này rất đẹp luôn. Anh em lưu ý nhé, khi mà bắt bồ câu về á, tại vì khi mà mình giao cái này thì nó dính phân ở trên lông á, thì có gì anh em về anh em cho nó tắm, anh em để cái chậu nước vào trong cái lồng cho nó tắm, rồi anh em cho nó phơi nắng á, thì hôm sau cái lồng nó rất là đẹp và sạch sẽ anh em ạ. Anh em lưu ý nhé, là tắm vào khoảng lúc nào mà trời nó ấm ấy, chứ đừng có nắng quá nó bị sốc nhiệt anh em ạ. Và nếu mà tắm vào buổi sớm nhiều quá thì nó lại bị lạnh và nó xảy ra cái tình trạng là ho anh em nhé. Em lưu ý khoảng thời gian tắm cho nó tầm khoảng 9 giờ anh em mang ra tắm được rồi, còn buổi chiều tầm khoảng 3 giờ là mình cho nó tắm, nó phơi nắng, sau đó đến tối là ok anh em ạ. Chứ anh em tắm lúc trời nắng quá, lúc khoảng 12 giờ 1 giờ nắng quá nó bị sốc nhiệt anh em nhé, lúc đó nó sẽ không phơi nắng được. Bồ câu gà Mỹ thì như mình đã nói lúc nãy ấy, là bồ câu nó có thể nói là rất là được nhiều người săn, mình phải nói là từ săn. Tại vì cái loại bồ câu gà Mỹ rặc như ở trại mình cung cấp này không phải là trại nào cũng có anh em ạ. Đấy, nhìn nó rất là đá, anh em có thể nhìn này, có thể đến tận trại của mình anh em tham khảo, và anh em xem những cái clip như mình thì anh em có thể so sánh với những clip của những cái trại khác thì anh em hoàn toàn có thể thấy là chim ở trại mình như thế nào. Đấy, anh em có thể xem thực tế luôn. Tại vì cái cuộc sống công nghệ 4.0 mà anh em, mình đâu có thể nào mà mình chém gió không được, hoặc là mình lấy tấm hình ở đâu đó trên internet hay đâu về là mình nói chim của mình to, chim của mình khủng và đẹp được đâu. Phải video thực tế. Nên mình hiểu cái tâm lý của anh em, nên mình cũng làm cái kênh này để có gì giao lưu với anh em thôi. Chứ kênh YouTube của mình cũng không phục vụ để làm gì cả. Thì mình chủ yếu là tạo một cái sân chơi, thứ nhất là cho mình và cho những anh em nuôi bồ câu. Thì anh em có thể nói là trên khu vực Tây Nguyên của mình nhá, trên Đắk Lắk mình nhá, cái không khí của nó thứ nhất là nó thoáng mát á, nên nuôi bồ câu rất là hợp lý luôn anh em ạ. Đấy,
ở những cái khu vực như ví dụ như là Buôn Ma Thuột á, ví dụ là nhà nào anh em mà có diện tích ít á thì anh em có thể nuôi khoảng 5-6 cặp thôi. Khi mà nó vào đẻ thì một tháng nó đẻ 2-3 lứa cho anh em ạ. Thì anh em có thể thấy anh em cứ nhân lên thôi. Thì anh em có phải có đúng là phục vụ cho nhu cầu ăn uống của mình không? Thì đãi khách nữa. Khách từ phương xa đến hoặc là sếp hoặc là bạn bè mình mà làm một cặp bồ câu mình đãi họ mình cảm thấy rất vui không? Làm vài ly lon bia đấy anh em ạ, cảm thấy cuộc sống rất là thi vị luôn. Cặp bồ câu giống của mình thì anh em hoàn toàn tin tưởng về chất lượng của mình nhá. Kênh của mình thì mình public rất là nhiều những cái video rồi. Thì anh em lên đó để có thể thăm thú những cái video của mình cũng như là ủng hộ kênh của mình bằng cách subscribe kênh của mình nhé. Mình thì cũng luôn cố gắng là làm sao để tạo ra thật nhiều nội dung đáng chú ý để cho cái gì cho anh em theo dõi. Ví dụ là những cái giờ làm mệt mỏi thì anh em có thể lên trên kênh của mình xem những cặp bồ câu của mình hoặc là xem quá trình nuôi của mình như thế nào, có gì để anh em học hỏi thêm về quá trình nuôi như thế nào. Đấy, những cặp bồ câu gà Mỹ đây anh em. Đây là mình chuyển xe anh em nhé, vì trong nội tỉnh thì nó gần đó, thì mình chuyển cho khách luôn. Mình cũng đánh dấu sẵn những cái cặp đó, họ về họ phân ra cho dễ. Mình rất là chu đáo anh em ạ, khi mình chuyển chim mình chu đáo lắm. Mình lựa chọn nhà xe quen để chuyển cho anh em cũng như là mình phân cặp sẵn rồi. Thì video của mình hôm nay đến đây là kết thúc anh em nhé. Bây giờ anh em ủng hộ kênh của mình. Chào tạm biệt anh em.